Xin hẹn gặp lại.
có thể
sản chuyển phát trang sau thời điểm đấy là đối với cái nội dung này là trưởng đoàn chỉ là đối với cái việc chuyển hồ sơ qua kiểm tra đến đây là phải chứng minh được là có cái sự thật này, thì là phải chứng minh được và phải chứng minh được là có cái này có cung cáo cũng được không làm được thì trong trường hợp đã chứng minh được rồi đúng không nào, cái sai lầm rất lớn rồi thì tại sao lại không chuyển. Đây là cái này chỉ ra và ngay cái tổ kiểm tra khác người ta đã chỉ ra rồi đúng không nào, cái sai lầm đó Dạ, tôi không ạ. Bị cáo phải cho